I don't know what happened to me last time. My behavior was not compliant. Please accept my apologies. Are you familiar with Schrodinger's cat? Until you decide what happens, everything is happening at once. Like in Detroit. You're off the case. The FBI is taking over. What? But we're onto something. Wait, we just need more time, I'm sure we Hank, can. You don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide, and the android returns to cyberlife. I'm sorry, Hank, but it's over. Khi anh bạn già nè. We could have solved this case. No. We just needed more time. No. So you're going back to cyberlife? Ừ đúng rồi. I have no choice. Ừ. Sao vậy? I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? What if we're fighting against people who just want to be free? I know we're on the right side. Uh-huh. Humans created us. They're our masters. No machine should rebel against its creator. When you refused to kill that android at Kamsky's place, you put yourself in her shoes. You showed empathy, Connor. Cũng vậy rồi bác, thì mình nói rồi mà, tại vì mình là bị cái... À, anh vừa nói gì vậy? Vì tâm linh à? You're wrong, Lieutenant. It was logic that determined my decisions, nothing more. I know it hasn't always been easy, but I want you to know I really appreciated working with you.
That's not just my social relations program talking. I really mean that. At least, I think I do. Well, well, here comes Perkins, that motherfucker. Sure don't waste any time at the FBI. Alo, alo. Mạng đang bị điên đó rồi. Alo, alo. Nghe nói trả lời. Người thông cảm. Không nên được một không tấn công mẹ đang giật quật lời đó. Tự nhiên bị biết gì nhỉ? Nhưng mà may quá quay lại được cho mấy như hôm qua. Chuyện là Mỹ này chắc kiểu sắp tới bầu cử sao mà cắt cáp vậy? Nếu biết nữa, cái kiểu tới giờ là sao ấy. Hello. Chị không offline nhưng mà do sợ chim nữa. Mà đi chơi là chủ yếu chơi chung à, chứ không có chơi riêng yếu được. Cho nên là eo ra thôi. Để chú coi lại lúc đầu. Vì mà game thì game offline nhưng mà mạng thì phải xài chim luôn. Mà anh xài chim bằng cái hàng remote play mà, tức là phải xài chim trên máy tính. You're off the case. Yeah, the FBI is taking over. What? But we're onto something. Yeah, we just need more time, I'm sure. Hank, you don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. I'm about to crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide. Even mấy tiếng and the android returns to cyberlife. I'm sorry. Vô lại đúng chỉ có déjà vu nhưng mà không có bị mất hút. Anh cũng không biết là mấy chiếc bị biết từ lúc nào nữa. Được. Vì cái kiểu giống như Việt Nam ấy, cứ ngày lễ là cắt cáp, đây chuẩn bị tới ngày bầu cử là cắt cáp ấy. Ủa, mình đi đâu vậy? Chào hỏi anh bạn già chứ. We could have solved this case. We just needed more time. So you're going back to Cyberlife? I have no choice. I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? What if we're fighting against people who just want to be free? They're not people, Lieutenant. They're defective machines. They're not people. That's what we say every time we want to oppress someone. When you refuse to kill that android at Kamsky's place, you put yourself in her shoes. You showed empathy, Connor. Empathy's a human emotion. I'm not a deviant, Hank. I'm a machine. Nothing more.
Pain. I know it hasn't always been easy, but I want you to know I really appreciated working with you. That's not just my social relations program talking. I really mean that. At least, I think I do. Những cánh xuân, tia xuân đi đây giống thân đi hai người. Well, well, here comes Perkins, that motherfucker. Sure don't waste any time at the FBI. We can't give up. I know the answers and the evidence we collected. If Perkins takes it, it's all over. There's no choice. You heard Fowler. We're off the case. You've got to help me, Lieutenant. I need more time so I can find a lead in the evidence we collected. I know the solution is in there. Listen, Connor. If I don't solve this case, CyberLife will destroy me. 5 minutes. That's all I ask. 5 phút nghe nguy hiểm rồi là gì anh? Nói cho anh biết là em đang the nháo basement rồi. Is on my desk. Get a move on. I can't distract him forever. Vì mà đang nháo rồi là anh có phức tức thì vì win time. Mà hình như đâu có chia ra vụ này đâu nhỉ? Thành công thôi chứ thất bại là thất bại. Hey Connor, I'm talking to you, asshole. Where are you going? Wouldn't any plastic pricks around here, or did anybody tell you? The asshole, I'm talking to you. Ê, ủa mình ứng anh sợ mà. Thì thấy nè, anh đâu có thấy không nhỉ? Vậy mà ứng anh sợ mà tại sao chắc không có kịp giờ. Vậy mà tới giờ ngáo rồi mình. Khó quá thì cứ bị sờ voi luôn nhé. Đã mất tự nhiên. Hank's password. What would a hard-boiled eccentric police lieutenant choose? Fucking password. Obviously. Yo. Mày trúng rồi. Where is Jerk? Đi nhỏ vậy. Thì bắt buộc phải chơi lại nha. Hy vọng là không bị vậy thôi. Tạm ngáo rồi. Vậy cô. Nếu mà Jericho. Not much time. Gotta think fast. Sẽ ai nhỉ? The android that murdered its owner. Không di chuyển được. One of the deviants that hacked the TV station with Marcus. It must have known where the deviants are hiding. Phải lắp lấy của hàng này để lắp hàng kia đúng không? Được. Ủa? Cha này là ai? Rap mà đúng không? Để phải rap không? Gavin là nào? Cứ chạc hết đi đó. Gì tới giờ ngáo rồi. Này là cần gì? Bơ hàng Gavin là bơ hàng có hai thằng thì mày lấy được cái gì lấy cái đó thôi. Mày là bác nhờ.
39 8 bv bên kia. À, hàng đó hả? Vậy thì lấy bát của hàng đó thôi, tập trung vô cái hàng này. Giờ 3983B đúng không? I need to find Jericho. Tell me how to get there. I don't recognize your voice. You're not one of us. I'll never tell you where Jericho is. Now leave me alone! Phải cứu lừa. Có gì để test không? À, thằng đầu là chắc chắn không rồi nữa. Ý, thấy mẹ. You lied to me, Connor. I trusted you and you lied to me. You were going to kill that child. You gave me no choice. I need to find Jericho. Do you know where it is? No. No, I don't know anything about Jericho. Chắc chắn rồi. Bây giờ câu hỏi là làm cái gì để lừa này cơ? Chắn là thằng cuối cùng này. Là thằng đầu nó còn không biết Jericho nè. Còn thằng thứ hai thì không mất tiêu bay được rồi. Là đó cũng đâu có biết gì. Chắn là thằng thứ ba rồi. Nhưng mà làm gì để đi tới cái rào đó. Our hopes and our rights. Who's there? Who are you? Everything is all right. Don't worry. Marcus? Is that you? I tried to reach you, but the deviant hunter stopped me. You stopped him from finding me. You saved me. You saved Jericho. You'll be all right now. I came to take you home. Give me the location to Jericho. We've got to leave now. The location of Jericho? Yes. Yes, of course. Marcus? Is that you, Marcus? À, anh có một câu hỏi. Don't leave me, Marcus. Tại sao không rút memory giống thanh niên kia nhỉ? I've been dreaming about this since the first second I saw you. Don't do it, Gavin. I know how to stop the deviants. You're off the case. And now, it's gonna be definitive. Tại hồi nãy không trả lời ổng hay là đừng mà action nè. Ừ.
tới giờ nghéo rồi cho nên ấn tầm bậy vậy. Mở tùm lum rau thế. Nhưng mà rau này thì à, rau trên là phất cấp là em luôn hả? Ồ, vậy kiểu gì thanh niên kia cũng tìm ra mình nè. Ừ, của cái đường này. Khi em lúc là enemy là sao? À, là mấy cái con rau mà không có bắt được hết đó hả? Tự dễ chịu rồi. Mấy con rau không bắt được hết thì đâu có cách nào đâu. Kiểu gì là cũng không né được cha này hết trơn. Đấy, nãy đứng anh sợ rồi chứ mà ứng không kịp nữa. Ngáo luôn rồi. Tiếp này. Gì mà mãi mới quay lại vậy chị? Thì cũng quay phu như này nè. Có cái cặp này. Nhưng mà hơi lừa nhá. Mấy cái xe kiểu này trần coi vậy chứ thấp lắm luôn. Giờ là đi đâu rồi? They've been conducting raids all over the city. Everybody's on edge after what happened yesterday. It's gonna be all right. We're almost there. Nhờ là cái gì? Đi giật biên à? Tội nghiệp anh thanh niên thì muốn thông não chị ấy viết rồi chị ấy nhớ chị nghe. Nhưng mà lừa à, đang chạy auto mà. Nhà này không biết lái xe à. Đấm này coi có gì nghe quá. With all androids being turned over to the authorities, the country is grinding to a halt. Hospitals and schools are closing, water cuts, blackouts, and failures are expected. Maybe most worrying of all, our armed forces have lost 2/3 of their effective personnel. How about some music instead? Nhạc thì nhạc chi. Nhưng mà nhạc chi mới dở. Là một chú rock meta thì đã sao? Nhưng ta hay lắm. Thì mở nhạc đó là tỉnh cái người. Thì người về là do anh bơ thiệt á. Tức là kiểu gì cũng cũng vô nhưng mà không bơ thì nói dối thì điểm pha á nha. Mà không bơ còn bơ thì đánh lộn. Được rồi. Đúng rồi. A little further on that way, there's a large freighter called Jericho. When you get there, find Marcus, he will help you. The last bus for the border leaves at midnight. You absolutely have to be on it. You'll be safer on the other side. It's not much, but it's a start. My brother lives in Ontario. I've given you his address. He'll be able to hide you until things calm down. You're a very brave little girl, Alice. You deserve to be happy. Thank you for everything, Rose. Let me know when you make it over there, alright? Đây mà nhớ hình như là chị này từ cái đoạn sau gặp Marcus trở đi thì chỉ là chia rao thôi chứ đâu có chết nữa.
cái kiểu kiểu gì cũng thành ra một round đến trơn đó, đúng không? Không nhớ là gì nữa. Come on, girls. Better not hang around. Sau khi tới gặp Marcus là phụ thuộc vào Marcus rồi. Không nhớ lắm, thật sự. Coi mà xe xuống đồ lên là đã muốn ôm Hòa rồi đó. Liền cót lây. Đây bắt đầu cót lây rồi. Thì bắt đầu gần tới em rồi đi. Ủa gì hả? Anh không nhớ mà. Thì anh nhớ là đấy chi cái kiểu, kiểu gì cũng sẽ ra một round á. Cái đó là anh nhớ, nhưng mà anh không nghĩ là nó thành chết được á. Kiểu bắt em và cờ lờ thì không có. Để kiểu gì thì cũng thành ra được một em xịn hết trơn á. Chứ không phải là kiểu fail xong là mất miệng lên cuộc đời á. Nhưng mà chia loạn thì cái đó anh biết. Nhà mình đang chơi mù mà. Khi nhớ được cái gì đó thì nhớ, mà không thì chơi mù tiếp. Vì bây giờ coi cái chỗ này sơm chưa nè. Đấy, kiểu gì cũng bắn đấy. Đấy, thanh niên này cái thanh niên mình thả nè đúng không? Vẫn còn mặc áo cũ rồi, không có thay đồ rồi. Đấy, đồ đẹp hết gì. Vì mà thở vai rồi. Có TV luôn. Tại em nhớ cái story chuyện trong ba người chị này là cái thằng dễ bị phất cấp đó. Stay with her. I'll try to find this Marcus. The last bus is in 2 hours. And the terminal's on the other side of town. We haven't got much time. We'll leave as soon as we have passports. Carol, there's something I have to tell you. It's about Harris. Yeah, nói được rồi. We'll have lots of time to talk on the bus. Dạ nghe chị nghe. I'll be back. Rồi cái thứ đàn bà cứng đầu. Thì cô bé kỳ kỳ vậy. Bây giờ là ba anh em character đều vào chung một chỗ nữa. Ừ, thôi, không nói nữa. Quay full nè. Ồ, cái gì đây? Chuyện gì cũng phải đi hết ra ok. Ờ, thanh niên này đông cách em như ra là tên xanh nè, chứ không phải đi kiếm mặt cướp nè.
You're lost. Đúng rồi. You're looking for something. Đúng rồi, em đi lạc gì? You're looking for yourself. Thì đó. Thì hiện tại là mình bác vẫn thấy gì chăm thì vẫn chăm cho người đó thôi. Còn cái thanh niên con nơi này thì bây giờ vẫn trên tinh thần là muốn bên con người. Nhưng mà đang bị mâu thuẫn nội tâm một xíu. Ồ, quay lại chuyện này rồi. Đúng rồi. Thì robot được tạo ra là để phục vụ con người mà. Không có gì để chạy. Vậy thì vào thôi. Nhưng mà con robot thì nó nói rằng robot thì càng ngày càng thông minh. Nó thông minh tới một mức nó tự nhận thức cho bản thân thì nó sẽ phản được. Đâu có ai muốn là nô lệ ai đó đúng không? Cái đó người ta gọi là sân si lắm. Are you Marcus? I'm with a little girl and another android. Mình bị sợ chết rồi. There's a bus leaving for the border in less than 2 hours, and we need passports. No, Detroit's under curfew. There's soldiers everywhere. They're rounding up all the androids and sending them to camps. Maybe you should stay here a while. Maybe you're right. Không hẳn lắm. You might be safer here until things calm down. Rồi, mình đang đi cái đường. One of our people used to work in the State Department. Giữ tình ôn hòa mà, chứ mình đi đường chiến là có công đó đàng hoàng. Chứ không phải không đâu. Marcus à, nếu mà mình đi đường chiến tranh là có công đó. Thank you. You said you're with a little girl, right? You know that humans hate us. Why are you protecting her? Người giết mình mà, tại sao mình lại bảo vệ nó? She needs me. Thì cô ấy cần tôi. And I need her. Để làm ma rồi. It's as simple as that. Đang vẽ đi. Ồ, xong rồi đó à. Về với Alex thôi. Đang nhìn mặt ông Connor cái nhà. Người chúng ta không biết gì nha, nhưng mà cái thằng chơi thì biết. Đâu rồi, Connor đâu rồi? Ở đây không? Không phải. Chắc Connor đi vô rồi. Lonely đây rồi. And you wanted someone to care for. What difference does it make? Do you love her any less now that you know she's one of us? Alice loves you, Kara. She loves you more than anything in the world. She became the little girl you wanted, and you became the mother she needed. Someone needs you to be.
seems to be alive. Bây giờ được nói rồi nhé. Kì đi. Mà thế giờ hai người là robot từ đầu nhé. Ơ mà không có hồi tưởng đoạn ông rap nha. Chắc không có hồi tưởng được. Người diễn thì người chú diễn vậy. Tôi nghĩ ngay từ đầu là trong cái nhà đó có hàng cha xây rồi, hàng cha đó là người duy nhất thôi, hai người còn lại đều là người máy chứ. Đây con bé về để chăm nhưng mà con bé cũng là người máy. Bà này để giúp việc nhưng mà bà này cũng là người máy luôn. Đúng. Chúng ta sẽ ở đây mãi mãi. Cũng tham vi lý luôn rồi mình. Đồ chỉ mod phải đặt đồ nhiễm tóc lên này nọ nhìn không xinh lắm. President Warren is saying we're a threat to national security and we need to be exterminated. Humans are conducting raids in all the big cities and they're taking androids to camps to destroy them. It's a disaster. They're slaughtering our people. It's all our fault. None of this would have happened if we just stayed quiet. Bắt đầu đổ thừa rồi. Mình biết tình ôn hòa mà mấy bạn. All we did was show them who we really are. I don't want war. Đúng. But I'd rather die free than live as a slave. Đúng. Đúng rồi. What's the point of being free if no one is left alive? Remote tiếng Anh là gì? Thôi, no regrets. Humans enslaved us. I'll never regret standing up to that. Đúng. We shouldn't forget who our enemies are. We can't fight amongst ourselves. Đúng. He's right. All that matters now is what we do next. Đúng. Marcus? Dialogue là gì? Dialogue là dung hòa đúng không? Còn confrontation nhớ kỹ đi đứng lộn vậy. Nhưng không hợp lắm. Ai điên mà không phải rồi đó. Hình như là dialogue thì phải. Thì mà không có tức là chuyển ngao rồi. Thì mà uống nước á. Chứ coi tới đoạn này thì là muốn đi đâu nói luôn á. Thanh niên kia cũng muốn nói gì thì chỉ có ba đường á, một đường là làm gì đó, một đường là nói chuyện, còn một đường là trốn luôn. Chắc chắn là không trốn luôn rồi, nhưng mà hai đường kia tùy đi vơi, không biết.
À khúc đó hả? Thì giờ làm gì đó? We have to face them. Đúng. There's no other choice. Đúng. This is insanity. Get all the guns that you can find. We're going to free Detroit. I'm on it. You're making a mistake, Marcus. You won't buy our freedom with blood. They've been butchering each other for centuries over the color of their skin or whatever god they wanted to worship. They're not going to change. Violence is just in their genes. They can't stop what we've started. Since you've been here, you've given us hope. Điên giận rồi này. You've given me hope. Today, a deviant arrived in Jericho and he told me that he stole a truck transporting radioactive cobalt. He said that he abandoned the truck somewhere in Detroit and rigged it to explode. I convinced him not to do it, to give me the detonator. Dirty ball. We can't lose this war, Marcus. If humans overcome us, our people will disappear forever. This may be our only chance to survive if things go wrong. Keep đi. Keep đi sau này còn có đường. I just hope we never have to use it. Whatever happens tomorrow, I just want you to know that I... Yeah. I'm glad I met you. Mà mình... Rồi, chị cho chị nói là từ hồi để cất hết thì không có đẹp nữa. Lúc đầu được nhất. Tiếp nè. Quân nhau nè. Đúng rồi đó anh chị. Yeah. Mấy nhạc nữa. Không có nhạc nào hết à. Như cái nó rồn ăn xíu chứ không nữa. I'll go join the others. Look after yourself. I don't want to lose you. Đấy. You succeeded in locating Jericho and finding their leader. Now deal with Marcus. We need it alive. Yeah, we might good. I've been ordered to take you alive. Kéo lấy mạng mày này. But I won't hesitate to shoot if you give me no choice. Mày tao bắn đi nhưng mày không làm gì hết này. Đi dành đó. What are you doing? Mày đang làm gì thế? You're one of us. Một phần trong chúng ta. You can't betray your own people. You're coming with me. Đi đi ta. Chó. Không não này. You're nothing to them. You're just a tool they use to do their dirty work. But you're more than that. We're all more than that. Bật chế độ thông não nè. Bóc một chút xu nè. Our cause is righteous and we are more than what they say. Chúng ta là all we want is to live in freedom. Chúng ta chỉ muốn tự do. Tìm mắt thân nè. Mềm lòng nè. You never have any doubts. You've never done something irrational. As if there's something inside you. Something more than your program. Yeah.
Have you never wondered who you really are? Mình chẳng bao giờ suy nghĩ là chúng ta là ai chứ? Whether you're just a machine executing a program or living being capable of reason. Lý do để sống. I think the time has come for you to ask yourself that question. Bạn nên tự hỏi mình về điều đó. It's time to decide. Đã đến lúc để quyết định mình theo phe nào. Vì mà thông não thành công nhé. Thanh niên cái trình thông não kinh như vậy. Sao điếc mình? Rồi mà giờ là anh đi theo mình rồi. Watch out, cop! À, có gì mà coi chừng. Ở đâu? Đường ra ở đâu nhỉ? Như đường bên này. Không nhớ đường nha. Cái lúc chơi cái cáp mà tìm đường cuối núi là ngáo rồi, giờ chơi chắc lại cũng ngáo tiếp cho nên quên hết lẽ đường rồi. Kara! Di chuyển được hả? Cái này. They're coming from all sides. Our people are trapped in the hold. They're gonna be slaughtered. Nó sẽ... There are exits on the second and third floor. Find them and jump in the river. They're coming from the upper deck now, too. We'll be caught in the crossfire. We have to run, Marcus. There's nothing we can do. Where's Simon and Josh? I don't know. We got separated. We have to blow up Jericho. If the ship goes down, they'll evacuate and our people can escape. They'll never make it. The explosives are all the way down in the hold. There are soldiers everywhere. She's right. They know who you are. They'll do anything to get you. Go and help the others. I'll join you later. Marcus! I won't be long. Don't let it get out.
Ừ, anh cũng thấy vậy. Nếu tự nhiên hai đó đi được mà không đi mà anh nhìn luôn thì chị Vinh Sam thôi, nhưng mà cũng phải đi cho biết cái gì. Save yourself, save Alice. No, we're not going to leave you behind. Right, Carl? I can't leave him. Trong What are you doing? I won't leave you. Clara, no. Không mở chồng được trong những đi theo trong những You can't put Alice in danger. Go now before they come back. What are you going to do? I'll manage. Alice is all that matters. I don't want to leave you. Don't worry. I'll catch up with you at the border, okay? Go now. Take care of each other. Thì những cái kiểu nhìn cái màu á, anh cứ tưởng là chuẩn bị xin thôi, thật ra là yếu phải hay là sao. Giờ rút kinh nghiệm rồi, xào ba cái kia để chạc để biết khi nào mình điều khiển được. Chứ bây giờ anh đi chút nữa anh chơi lại kiểu gì anh cũng đi lạc nữa cho coi. Không biết được. Gamma squad out. Tango! Không bác, không nghĩ được. Anh trí tôi. Marcus, it's Marcus. Go now. Join the others. Đấy, hy vọng là không phải rewind luôn. Nhưng mà anh sẵn sàng rewind luôn. Nhưng mà anh nhớ chép này quan trọng rồi là giờ anh đang bị ngáo luôn. Có gì không? Không được, đi xuống dưới.
cho với anh em luôn nè. Cứu anh em nè. Như ra với nhau là phải cứu. Quick, this way! Find North. I'll join you later. Thì mình lại cầm 30 dành đứng thanh niên này 37 thì thấy mẹ con kia đâu rồi, anh da vàng nhà mình đâu rồi, để mà sẽ không bỏ thiếu khúc đó à. Mình solo cứ lộn một cách thôi. Chỉ không thấy người cha kia rồi. Yeah. Marcus. Đó, đó sẽ tự nhiên xuất hiện thần kỳ vậy. Đó, xuất hiện thần kỳ vậy anh ơi, em chưa cứu anh mà. Em chưa cứu anh mà sao anh xuất hiện thần kỳ vậy? Nào vỡ cứu rồi. There's nothing we can do for her. We've got to run. Có nghĩa là người ta phải cứu bạn ta. Over there. Run. Nơi cứu tim nè, tâm đủ giờ phải cứu người nè. Gì mà con nơi lên cứu tim nè. Run quick, come on. Bắn nó. They detonated an explosive in the hold. The ship is sinking, sir. The men to evacuate. Calling all units. Abandon ship and evacuate immediately. Is it over, Marcus? Vậy mà con đi cái đường John Wick cũng được vậy là nó bị ác xí thôi. Tại vì cái đường đó là không có chơi được với ông Hang thôi. Đường còn một đống đường luôn mà nó tẻ nè, vậy là coi nó tẻ nè, đấy, cái cừng coi nó tẻ nè. Mai kết thì không có sao rồi, mai kết là ok rồi, nhưng mà vấn đề là ở Kara cơ. Ủa, có đường trên nữa hả? Đường trên nữa gì ta?
Mexico nè, bình thường nè. Ở đây cũng được, không sao. Camera với Eric in the corridor nè. Escape with Luther nè. Luther mở cửa nè. Ừ, nhà chứ nó có lý về lời nè. Về mà cân hai cái xe rác thì đúng rồi. Nhưng mà hai con xe to thì lại không làm gì được. Để mà để chị em đập như con. Bị chi nã mà, Marcus bị chi nã mà. Bây giờ bác phải chót là bác chỉ từng ông hòa đi chăng nữa. Nhưng bác cầm đầu chắc chắn nó sẽ bị chi nã thôi. Chỉ gì cũng bị chi nã chứ. Chỉ là một đường thì mình hí chiến rồi là còn một đường thì mình ôn hòa thôi. Nhưng mà đang nói tới đâu rồi? Ăn một sao mình hết giờ rồi. Ừ, mình đi mà dính dính cái này. Ủa? Sao bị trẻ? Chưa đồ đo. Thơ bị bắn rồi. Ủa? Vậy là kiểu gì Luther cũng bị bắn không? Hả? Đi tới Luther là muốn đi tiếp nữa. Là nó chỉ có một đường thôi. Là Luther kiểu gì cũng bị bắn hết trơn. Còn nhớ là Escape with Down Luther rồi. Mà with Down là không có vấn đề rồi. Còn này là hai cái đường kiểu hết giờ với lại đường á. Thì hồi nãy chắc là kiểu may đồ quyết định cuối Luther. Cho nên Luther vẫn còn ở trên thôi. Chứ không là đi đường dưới là kiểu hết thời gian á. Vì cũng được. Chạy nè. Bắt ra là hết Luther. Hết Luther chưa xếp tên. Còn trên là cái gì? Không giúp Luther rồi. Rồi hợp lý. Giấu Luther đi nè. Không dưới là gì? Ước cha Luther đó luôn. Ừ. Chạy. Nào chạy của Bobby và Charis. Giờ chỉ còn là chạy. Ô mình đã đo. À là cho cái con kia hả? Ừ mình đã đo thì phải đánh lại rồi. Không bắt đi sao? Ừ. Thì anh cứ nhớ là kiểu bị bắn là do anh phất cấp nha. Nhưng mà chưa bất cấp. Thì giờ coi bây giờ là confirm rồi đấy. Khỏi cần rewind. Ông dạng đây đét thì anh nhớ mà. Thì anh không nhớ đoạn Luther đâu. Hơi bị lũng lỗ một xí. Giờ thì chạy ra rồi. Đang này thì dễ đó. Ồ cái gì đây. Ồ. Mất nguyên một đạn ram ma luôn này. Tôi chờ nè. À, đạn này là đạn lấy đét nè. Lấy đét thì không có ý kiến rồi. Còn đường trên thì đường năm nay hơn xí, khó hơn xí. Nhưng mất công lưỡi luôn. Lấy đét cũng được, tại anh cũng nhớ là lấy đét là đúng. Nhớ đường trên không nhớ mà. Hài lòng nhé. Con nơi chắc cũng không có gì. Nhưng mà explore không hết thôi. Dạ. Nhớ rồi được. Dạ mà bị Lucy găng nè. Này là bắn mà không bắn luôn. Khá là nhiều đường nhưng mà mình đi cái đường Division rồi. Thì phải vậy thôi, không còn cách nào khác. Không có chơi lại đó, mình đang đi đúng được cái rau mình muốn mà. Bỏ hơi bị nhiều nhưng mà đó là cái rau của mình muốn thôi. Hôm nay chơi lại thì chứ đi ra khác. Không chơi lại đó, đang đi đúng rau mà. Be able to roll back the clock. I had a home, I had a loving father. We were happy. I was happy. And I didn't even know it. I just wanted my people to be free.
But instead, all I did was lead them to disaster. I am trying to find answers, but everything around me keeps falling apart. I don't want to shed blood, whatever the color. But I can't let them slaughter us. I have to make a decision that is going to affect millions of lives. But I don't know what to do. I miss you so much. Tới thăm thôi, còn chứ đừng gì bỏ mình. Thuyết trình số 1, khi bác thuyết trình thì bác phải biết rõ đối tượng mà muốn thuyết trình là ai, mục đích của bác là gì nhé. Và cao nhất là khi thuyết trình luôn luôn phải nhìn vào mắt người mình muốn nhé. They say they don't want to take any risks with deviants, so they're rounding our people up and taking them to the camps for extermination. In a few hours, we're gonna be the only ones left. How many of us survived the attack? A few hundred. Maybe more if you count those hiding all over the city. If you hadn't triggered the bomb, we'd all be dead. What's your system status? I'm okay. Well, it didn't hit any bike components. You could have been killed trying to save me, Marcus. You have to think of our people first. Yeah. Nothing else matters. Yeah. Yeah, tất cả. In a few hours, it'll all be over. Okay, we'll have changed the world and war will have destroyed us. You have to make a choice, Marcus. Whatever you choose, we will follow you. I love you, Marcus. Không biết nữa. Mình sẽ ôn hòa và cười lớn, vũ trang từ từ. Rồi bác sẽ thấy combat thôi. Nhưng không phải là lúc này nhé. Mình đã nhân nhượng như cười lớn đó. Làm người để biết bao dung nhưng chúng ta là người mắng. Kiểm tra cái tình hình vợ mình thế nào, kiểm tra tình hình anh em nè. I thought you'd be safe staying with us. Oh, không. I was wrong. Đây là vợ hai. You need to leave the city while you still can. Đi được đi đi. Getting Ellis away from here is all that matters now. We have to catch the last bus. We might still have a chance to cross the border. Đi đi chị. Ở lại là chỉ có biết lá thôi chị. Marcus. Save our people.
nói chuyện với lại người anh em mới à. Trước khi nói chuyện với bạn mới phải nói chuyện với bạn cũ đó. Chào đồng chí. Đồng chí sao rồi? Chỉ trốn ở đâu tôi kiếm đồng chí riết đồng chí không thấy. Our people are counting on you, Marcus. You're the only one who can lead us. Wherever you need to go. You are the chosen one, Harry. You must be picking Harry Potter. À, không biết mấy có chơi cái thể loại visual novel bao giờ chi. Không biết mấy có chơi thể loại visual novel chưa, nhưng mà kinh nghiệm đi chơi visual novel là bao giờ cũng đi thẳng một hướng để rồi sau đó hay tẻ sao, lúc nào cũng phải vậy hết trơn á. Thì mình đi theo cái kiểu đó thôi. Bây giờ cũng phải đi thẳng một hướng thôi. Tốt là phải tốt cái bao dung của CL luôn á. Xấu là phải xấu vượt cờ lờ vào thì sau này lưỡng mấy đâu khác mới dễ đó. Con ơi, chào bạn mới. Hello bro. It's my fault. Thank you bro. The humans managed to locate Jericho. I was stupid. Ngu rồi. I should have guessed they were using me. Mày bị lợi dụng nó thành chó. I'm sorry, Marcus. No, I'm sorry. I can understand if you decide not to trust me. Nhưng mình tin bạn. You're one of us now. Your place is with your people. There are thousands of androids at the CyberLife assembly plant. If we could wake them up, they might join us and shift the balance of power. Bắt đầu một chế độ carry rồi đấy. You want to infiltrate the CyberLife tower? Connor, that's suicide. They trust me. They'll let me in. Bắt đầu. If anyone has a chance of infiltrating CyberLife, it's me. If you go there, they will kill you. There's a high probability. But statistically speaking, there's always a chance for unlikely events to take place. Be careful. Oh, and I will rope. Cẩn thận với bro. Ông bro cẩn thận biệt với bro chết thiệt đấy. Thì mà cái dao này là cái dao thấy duy nhất con nên bị nguy hiểm. Và mới ra trước tay thôi chứ đâu có nguy hiểm được. À. Thì con này đàn niên này là kiểu dân chính phủ đúng không ạ? Cho nên là sau khi là anh bị mình được mình thông não rồi là quyết định về phe mình ấy, thì thanh niên này định quay trở lại cái chỗ sản xuất mà robot đó. Thì bây giờ đã thấy là có tình trạng là thế này, và những người này là những người cuối cùng mà còn ở lại đây, còn những con robot mà kiểu chưa có được mà thức tỉnh ấy, thì bị gom lại để phát thải mà kiểu mà họ sợ cũng bị phản động vậy nè, cho nên mấy cái người mà không đồng ý bị gom lại để đốt rồi, cho nên những người này những người còn lại. Nhưng mà mình muốn đánh thì mình phải có lính, muốn có lính thì phải có người. Cho nên là thanh niên con nơi này là xung phong là để đi vào ngay cái xưởng sản xuất chính robot luôn. Và mind control cái lũ đó luôn. Rồi kiểu mind control những thanh niên này nè, you are free now đó. Rồi sau đó là mang cái lũ đó đến gặp với Marcus. Và kiểu như là thanh niên này tình nguyện đi tìm tiếp viện á. Là thanh niên này bây giờ về phe mình nhé. Còn nói chuyện với thằng cha Simon thì vứt đi. Nó là một cái dạng kiểu typical you are the chosen one Harry, you have to defeat him thôi. Không có gì là đặc biệt cho lắm, quan trọng là vợ mình và con ơi. Còn về chuyện của Clara, còn Clara thì Clara đâu có quan tâm gì tới chuyện này.
Hay ra đâu có quan tâm gì tới chuyện này, chỉ muốn là an toàn với Alex thôi. Thì đi theo ra này là đi vượt biên thôi mấy. Tại tranh cho ra không có quan tâm tới cái chuyện đi biểu tình. Ừ. Thì kiểu đến nơi thẳng nơi sản xuất tuyển dụng đi. Cho ra hàng loạt luôn. Thì khi đó mới nhiều được, còn bây giờ là chỉ có như đây thôi. Tại vì những con robot kia là bị kiểu con người sợ bị phản động đó. Nên là đi gom mấy con robot kia để tiêu hủy hết rồi. Giờ chỉ còn cái xưởng sản xuất thôi. Thì Connor sẽ giải quyết việc đó. Anh ấy sẽ làm nhà tuyển dụng đó. Này gặp hạng da đen nè. Lô bro. Rốt cuộc bro muốn cái gì bro? Đi ra này là mình... Ừ, không có tao là mày chết rồi đó. Thanks to you, I might see her people free one day. You and I haven't always agreed, but I know we're fighting for the same thing. Đang đi ra cũng mày chứ không có. Tôi đang đi ra cũng mày chứ không có. Ừ, tôi đang đi ra tay của đồng chí ấy. Đồng chí ngoài giỏi, tôi đi tôi giỏi đồng chí luôn. Giao tiên thì không hợp với đồng chí nữa thì thôi. À, bắt đầu đọc diễn văn kháng chiến à. À, đứng ngay một giải. Humans have decided con người đã quyết định to exterminate us. Để giải quyết chúng ta. Our people are packed in camps right now. Chúng ta đang bị gom lại để bị xử lý. Time has come to make a choice. Đã đến lúc đưa ra quyết định rồi. One that very well may determine the future of our people. Của chúng ta và con em chúng ta. Cho phép coi nhé, một lựa chọn là đi giết hết nhé. Một cú là revolution nhé. Còn một đoạn là đi dẫn biểu tình ôn hòa tiếp nhé. Là giờ đi đúng kiểu hai hướng luôn á. Nhưng mà mình chỉ đái ra. Thì chắc chắn là sẽ đem lên sợi cây rồi. Thì người mới đối tượng đơn trọng lại mất đáy thì... Nhưng mà thật kỹ rồi. Thì người quyết định này à, có biết fully rồi, có biết fully rồi. I know you're all angry. And I know you want to fight back. But I assure you violence is not the answer here. Không phải là... We are going to tell them peacefully that we want justice. And if there's any humanity in them, they will listen. And if not, others will take our place and continue this fight. Are you ready to follow me? Ngắn tiếng nè.
thì tại anh tăng bái cho nên anh quên lúc đầu. Ừ, anh quên lúc đầu nữa. Ồ, có tới 3 lựa chọn rồi hả? Hell, bro. Ủa, hell. Ủa, cái thứ 3 là gì? Mà Connor cũng có đường của cái chat này luôn ha. Sao có được? Vì kiểu dạo này hôm nay bị khô cổ rồi là chắc phải nói nhiều. Mình uống nhiều nước, giờ uống nhiều nước thì phải đáng. Hỏi nhưng mà có Connor à. Nhưng mà đủ ba chat rồi nhá, cũng 2:15 rồi nhá. Nhưng mà anh mà ứng Winter mà chat tiếp theo vẫn là Connor đi. Tại cái chat này thì anh chơi hết cái khúc này. At 6 a.m. this morning, a national curfew was declared. Civilian movement will be strictly controlled. The right to assembly is suspended. All electronic communications are restricted, and I have granted enhanced powers to our security agencies. In addition to these measures, all androids must be handed over to the authorities immediately. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them. Oh. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Please? Over here, please? Is it true that the androids could hack our IT systems, like nuclear power plants and military bases? All androids working on sensitive sites have been neutralized, and all IT systems have been suspended to avoid any risks of hacking. The situation is under control. Has the leader of the Deviants been apprehended? The Deviant that is known as Marcus has not been located yet, but we will soon track it down and neutralize it. Please, a convoy of medical cobalt is reported missing. Army weapons stores are also said to have been robbed. Can you confirm these reports? I have no information on that at this time. Please? Please? Madam President! Madam President! Madam President, public opinion seems to have become increasingly favorable to the Deviants, particularly since they've adopted a peaceful approach. How do you feel about this? Có một cái đường như public thế. Opinion is one thing, the security of the state is another. These deviants are dangerous and my highest priority is to protect the American people. Thank you. That will be all. Nhưng mà phải đi vào cái phần giống như là của con nơi, phải con nơi của tự nhiên thì không thể con nơi. Nếu như là con thì phải chơi tiếp cho nó kiểu hết thôi. Nhưng mà không phải là con nơi rồi.